Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tý, tình cảm hài hòa, sự nghiệp hanh thông. Tháng 10 âm lịch cho thấy bản mệnh hãy chờ đón những thông tin tích cực xung quanh cuộc sống của mình trong thời điểm những tháng cuối năm này nhé. Tháng 10 âm lịch, bảo hiệu, nguyệt lệnh, bệnh dự báo tình hình sức khỏe không được tốt, sắc mặt thường xuyên tối, không được hồng hào. Bản mệnh không nên làm việc quá sức, nên dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống có nhiều dinh dưỡng để có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Lúc này tinh thần của bản mệnh không phấn chấn, nên bạn không thích hoạt động, chỉ muốn sống trong vòng tròn an toàn của mình. Đó là lý do mà con giáp người tuổi Tý trở nên chậm chạp hơn so với con người vốn có của mình. Mỗi hôm đi làm về, bạn có cảm giác như kiệt sức, chỉ muốn lăn ra ngủ. Lời khuyên là trước khi muốn theo đuổi điều gì lớn lao, bạn cần phải đảm bảo sức khỏe để đảm bảo sự sản xuất nhanh nhẹn như trước đây. Khía cạnh sự nghiệp của những chủ chuột trong thời gian này không phải lo nghĩ gì nhiều. Vì có tiên ấn soi đường chỉ lỗi nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Nhất là những ai đã lên kế hoạch mọi việc chỉnh chu thì lúc này chỉ cần tập trung các bước đơn giản đã vẽ ra từ trước là được. Tam hội khuyến khích con giáp người tuổi Tý hướng tới các mối quan hệ hài hòa, hợp tác cùng có lợi. Có như thế thì mới mong đối tác bạn hàng nhiệt tình hỗ trợ cho bạn. Bách việc đào hoa mang tới nhiều mối nhân duyên cho con giáp này. Tuy nhiên, những ai đã có đôi nên cố gắng tránh cám dỗ, nói từ chối để tránh hậu quả về sau. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tý luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Nhờ có thiên ấn giúp sức mà con giáp người tuổi Tý có cơ hội thành công trong công việc. Tuy nhiên, để có thể duy trì mức năng lượng cao thì bạn cần có những quản nghị thích hợp, vì không phải lúc nào cũng tiến lên mới là tốt. Tháng 10 âm lịch, các mối quan hệ ở nơi công sở của những chú chuột cũng trở nên hài hòa hơn. Cấp trên của bạn cũng sẽ có vẻ hài lòng hơn với những nỗ lực cũng như cách mà bạn tập trung làm việc. Thời gian này, bạn sẽ hội tụ nhiều điều kiện tốt để mang lại sự phát triển trong cuộc sống. Nếu bạn mong muốn điều gì đó xảy ra, hãy nghĩ về nó. Bạn có thể đạt được thành công đáng kinh ngạc trong sự nghiệp bằng việc có mục tiêu rõ ràng và cố gắng theo đuổi nó tới cùng. Thời gian này cũng rất phù hợp để hợp tác làm ăn. Con giáp người tuổi Tý nên tận dụng tốt sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người xung quanh để lần lượt gặt hái những thành công mới trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng 10 âm lịch được xem là một tháng với nhiều tốt lành đối với con giáp người tuổi Tý. Những chú chuột là một chiến binh và bản mệnh nổi tiếng với tính cách ổn định và thực tế, luôn tìm kiếm rõ mục tiêu và không bao giờ ngần ngại dấn thân vào những hành trình chinh phục. Nhờ thế mà bản mệnh ít khi nghèo, thường đủ đảm bảo cuộc sống, còn nếu khôn ngoan hơn sẽ rất giàu có. Thời điểm này sẽ đánh dấu một bước tiến lớn, người tuổi Tý không chỉ mạnh mẽ tiến bước mà còn đủ dũng cảm để vượt qua mọi giới hạn để gặt hái được những thành công đáng kể, mới mẻ trong cuộc sống của mình. Tài lộc sẽ đến như một phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của những chú chuột sản xuất qua nhiều năm tháng. Việc làm ăn có lợi, buôn bán thuận buồm xuôi gió, đảm bảo dòng tiền vào ra đều đặn. Khi biết cách tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và hoàn thiện bản thân, người tuổi Tý sẽ mở ra những con đường mới cho sự phát triển trong tương lai. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bách việc chủ đào hoa xuất hiện trong thời gian này cho thấy năng lượng tháng mới đối với bạn là tất cả về tình yêu, cả lãng mạn và những cảm xúc thuần khiết. Hãy dựa vào điều này và bạn sẽ cảm thấy trái tim mình mở rộng và hoàn toàn lấp lánh. Để cải thiện tình cảm đôi lứa, con giáp người tuổi Tý nên có một nửa của mình có một kỳ nghỉ vui vẻ hạnh phúc bên nhau để làm mới tình yêu. Hãy để sự sáng tạo của bạn được bộc lộ và lên kế hoạch với người mình yêu.
con giáp người tuổi Tỵ lúc này đang còn độc thân, hãy ra ngoài nhiều hơn để gia tăng cơ hội gặp gỡ, và có thể việc đi du lịch sẽ mang lại tình yêu cho bạn. Cuộc sống xã hội của người tuổi Tỵ sẽ tốt đẹp, đặc biệt là nếu bạn được mời đến dự tiệc vào cuối tuần hoặc sẽ tổ chức tiệc tại nhà của riêng mình. Hãy mong chờ khoảng thời gian tốt đẹp, vui vẻ bên những người thân yêu của mình bạn nhé. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Mệnh có bệnh, dự báo sức khỏe của người tuổi Tỵ thời gian này không được tốt, hay u buồn, căng thẳng khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, chán ăn, ngủ không ngon. Ngũ hoàng bài về cùng đồng nam, bản mệnh cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Để đảm bảo sức khỏe, người tuổi Tỵ nên gác lại một số việc quan trọng. Có thể cắt giảm lượng công việc của mình, phải có chế độ ưu tiên hợp lý để có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng. Đừng cố làm quá nhiều việc cùng lúc, hãy nói không khi bạn đang quá tải. Nếu có thể, hãy tham gia thiền hoặc tập yoga để có thể giải tỏa căng thẳng, giữ cho tâm trí của mình được sáng suốt bạn nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Mậu Tỵ, mệnh hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết: hãy cố gắng đối xử tử tế với mọi người, ngay cả với kẻ thù của mình. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đen. 2. Tuổi Canh Tý, mệnh thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hấn, khẩu quyết: khuyên bản mệnh nên linh hoạt với thời thế. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu nâu. 3. Tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết: không nên vội vàng đầu tư kinh doanh, nên kiểm tra hợp đồng cẩn thận. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu tím, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tý, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết: sự nghiệp ngày càng tươi sáng, là động lực để tiếp tục tiến lên. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Thân. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu hồng. 5. Tuổi Bính Tý, mệnh thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hấn, khẩu quyết: vợ chồng hài hòa, biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đen. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Sửu, khó khăn làm dấy lên tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tháng 10 này chỉ ra rằng khó khăn không đáng sợ bằng việc bạn bỏ cuộc quá sớm. Tháng mới, hãy xây dựng động lực, không cần theo đuổi tham vọng nào quá lớn vào ngay lúc này. Tử lục nhập cung chính đông, vận khí của người tuổi Sửu lên xuống khá thất thường. Mới đây vừa tốt đẹp thì ngay sau đó lại đổi chiều giảm xuống trong tức khắc. Do suy ở mệnh nên người tuổi Sửu có xu hướng thiếu đi ý chí chiến đấu trong công việc khi mà một số sự việc diễn ra không như ý muốn. Có thể ai đó nhận xét rằng bạn đang yếu đuối, nhưng thực tế bạn sẵn sàng lùi một bước lúc này để tiến hai bước trong tương lai. Tuổi Sửu đủ bình tĩnh để có thể đối mặt với khó khăn trong giai đoạn này. Quan trọng là bạn đủ niềm tin thì trở ngại cũng sẽ sớm qua, trả lại cho bạn bầu không khí tươi sáng. Ở nơi làm việc dễ có những mâu thuẫn không đáng có, vì thế mà thiên cẩu nên có kẻ trời xấu sau lưng gieo rắc chuyện không hề hay về bạn. Đó cũng là lời cảnh báo cho bạn cẩn thận hơn khi giao tiếp với mọi người. May mắn là tâm hội nâng đỡ, nên bên cạnh những người không tốt thì vẫn còn có những người sẵn sàng giúp đỡ bạn vô điều kiện. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm cho tới sức khỏe của bản mệnh. Có thể xảy ra sự bất hòa giữa đôi bên vì không có tiếng nói chung, đòi hỏi bạn phải dành thời gian để sửa chữa. Lo lắng nhiều cũng có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe trong thời gian này nếu bạn không biết cách giải tỏa căng thẳng.
Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Sửu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Nguyệt lệnh suy khiến cho công việc của con giáp người tuổi Sửu lúc này trở nên bấp bênh, chưa vững chắc. Thường có sự thay đổi làm cho bạn cảm thấy hoang mang về hướng đi của mình. Nhưng mọi thứ chỉ xảy ra ở thời gian ngắn. Khi nhận được sự động viên của mọi người, bạn sẽ tìm lại sức mạnh của bạn. Những cú vấp ngã, những khó khăn đang chờ đợi không làm cho con giáp người tuổi Sửu cảm thấy hoảng sợ, mà ngược lại chính là động lực để bạn có thể tìm ra hướng đi mới. Đây cũng là lúc để bản mệnh học hỏi, bổ sung thêm những mảng kiến thức, kỹ năng mà mình còn yếu kém để hạn chế những rắc rối tương tự có thể xảy ra. Dù sự nghiệp có gặp nhiều trở ngại, nhưng tinh thần kiên cường của những chủ trâu sẽ giúp bạn vượt qua mọi chông gai. Không thể có được những kết quả tươi sáng, nhưng quan trọng là bạn đủ bình tĩnh để nhận ra cần làm tiếp theo điều gì để cải thiện tình hình. Những thách thức trước mắt sẽ không khiến cho người tuổi Sửu trùng bước. Trái lại, con giáp này sẽ sử dụng sức mạnh nội tâm và khả năng phân tích để tìm ra giải pháp hữu hiệu. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng này nhờ có thiên tài mang tới cho con giáp người tuổi Sửu vận may bất ngờ. Ngay khi bạn đuổi sức lại cảm thấy được chút thành tựu trong quá khứ giúp bạn được vượt lại tinh thần. Bản mệnh có khả năng thu hút tài lộc về mình, tiền bạc như một dòng chảy tự nhiên đi vào cuộc sống của người tuổi Sửu, đưa đến cho bạn những nguồn thu nhập đa dạng về nhiều nguồn khác nhau. Đó có thể là công việc phụ, khoản đầu tư cũ được người thân cho tiền. Cho dù bản mệnh không yêu cầu được giúp đỡ, nhưng luôn có được người khác chủ động hỗ trợ. Cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên một tầm cao mới, nhất là khi bạn luôn tìm cách để cải thiện vận may của mình đang có. Bản mệnh có thể bắt đầu thể hiện sự sẵn lòng tử tế và cho đi, khơi thông dòng chảy của tiền bạc. Điều này có thể khởi động cho một cuộc sống tuyệt vời ngay bây giờ và cả trong tương lai. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bước sang tháng Ất Hợi, người tuổi Sửu độc thân trong tháng quá bận rộn trong việc xử lý các vấn đề lớn nhỏ xung quanh cuộc sống nên bỏ bê chuyện tình cảm của riêng mình. Lời khuyên dành cho con giáp này đó là tiền chỉ là một phần của phương trình liên quan tới việc an toàn trong cuộc sống. Bạn cũng cần có tình yêu, tình bạn và sự hợp tác từ những người khác nhau. Bạn nên sắp xếp lại cuộc sống, dành cho bản thân phút giây thảnh thơi để hẹn hò và tìm hiểu người khác bạn nhé. Những cặp đôi tuổi Sửu đang trong giai đoạn khá ổn định, tình cảm, nên không có gì phải lo lắng nhiều. Nhưng để không khiến mọi thứ trở nên nhàm chán, bạn nên có kế hoạch làm mới tình cảm này. May mắn, đàn ông sinh năm Sửu có được người vợ hiền, đảm đang, biết nói những lời động viên tinh thần để bản mệnh sớm có ý chí tiếp tục tin tưởng vào năng lực bản thân để bước tiếp. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng mới có hung tinh thiên cẩu gây ra những vấn đề như đau đầu, khó ngủ, gây hại cho sức khỏe của người tuổi Sửu trong thời gian này. Điều đó có nghĩa là bản mệnh nên đi ngủ sớm, tránh tham lam công việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Hơn nữa khi tinh thần không sản xuất thì làm việc cũng khó mà hiệu quả, nên biết buông những gì cần buông trong thời điểm thích hợp, cải thiện tốt sức khỏe, sau đó bạn muốn làm gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, lúc này cũng có những thay đổi nhất định về thời tiết, không khí nên khô hơn, dễ bị khô mũi, khô da. Bản mệnh nhớ lưu ý thường xuyên sử dụng dưỡng da, giữ ẩm vùng mặt bằng khẩu trang khi đi ra ngoài. Đối với người lớn tuổi trong gia đình nên quan tâm hơn tới sức khỏe, tập thể dục nhẹ nhàng vì lúc này mạch máu khó thông suốt, dễ gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương khẩu quyết, không nên trì hoãn quá lâu vì nó khiến bạn không muốn hành động vì mục tiêu lớn.
Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Tức, màu sắc may mắn màu tím, màu đen. 2. Tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết mang tới sự nâng đỡ đối với bạn bè, người thân khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh lá cây. 3. Tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết hãy bắt tay hành động, không ngừng học hỏi, chuẩn bị cho những thay đổi cần thiết trong cuộc sống. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi Ất Sửu, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết đón nhận mọi thứ bằng tâm thế bình an, tránh quản giận. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. 5. Tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết hãy đặt mọi thứ đúng vị trí của nó, đừng quá tham lam tranh việc của người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu vàng, màu trắng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Dần, thận trọng nếu không sẽ lao đao vì thị phi hoặc kiện tụng. Dự báo tháng 10 âm lịch liên tục có rắc rối xuất hiện khiến cho những chủ hộ dè xuống tinh thần. Hãy tự động viên bản thân mình vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Tháng 10 âm lịch, người tuổi này luôn tự hào mình là người chính trực, khôn ngoan. Nhưng chính điều đó đã gây ra không ít sự chủ quan cho bạn trong cách làm việc lẫn giao tiếp. Rắc rối cũng xảy ra từ những điều tưởng như vô hại đó mà bạn không biết. Không ai phủ nhận năng lực của bạn, nhất là với những gì bạn làm được. Nhưng nếu bạn cứ kiêu ngạo thì không giúp ích gì thêm cho các thành công của mình được. Ngược lại còn khiến cho nhiều người bàn ra tán vào hoặc không thích bạn. Tháng này, đế vượng nhập mệnh có xu hướng xem mình là nhất và chính điều đó mà các hoạt động nhóm hay mang tính tập thể cũng không phù hợp trong thời gian này. Bạn mệnh nên ưu tiên những nhiệm vụ khai thác điểm mạnh của mình sẽ tốt hơn. Cộng với tác động tiêu cực của kiếp tài khiến cho những chú hổ lao đao vì những thông tin tiêu cực đổ dồn vào mình trong tháng. May mắn là bản mệnh luôn giữ cho mình một trái tim mạnh mẽ nên không ngại tranh đấu. Về khía cạnh tiền bạc, không nên cho vay mượn trong thời điểm này. Dù bạn có tiền cũng hãy kính đáo, nếu bạn để lộ cho người khác thấy họ sẽ nổi lòng tham đấy nhé. Sức khỏe trong tháng không được tốt một phần là vì căng thẳng kéo dài mà người tuổi Dần không xử lý một cách triệt để. Thậm chí với những thói quen hay ôm đồm nhiều việc, bạn càng gây ra tình trạng quá tải không cần thiết cho cơ thể của chính mình. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Dần luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng Ất Hợi, công việc của người tuổi Dần tập trung, nhanh nhẹn, thông minh. Nhưng mặt trái trong tính cách đó là bạn thường quá đề cao cái tôi, xem nhẹ ý kiến của những người xung quanh. Nhớ rằng, tránh mọi căng thẳng và xung đột trong công việc, điều này sẽ có lợi cho bạn. Giữ lịch trình và các ưu tiên của bạn ở vị trí hàng đầu trong danh sách việc cần làm và đừng lo lắng nếu bạn làm người khác khó chịu. Hung tình thiên đức dự báo có tranh chấp, thị phi, kiện tụng. Do đó bản mệnh nên giữ sự khiêm tốn, xử lý căng thẳng ngay từ sớm, đừng ngại thừa nhận lỗi của mình để mọi việc sớm đi qua trong êm đẹp. Thời gian này có thể hơi khó khăn trong công việc kinh doanh. Tuy nhiên, những chủ hộ là người có tinh thần chiến đấu rất lớn nên sẽ không sợ hãi hay chùn bước. Năng lượng trong tháng này dành cho bạn có cảm giác nặng nề. Nếu bạn cảm thấy cần phải tách ra và chuyển sang chế độ hướng nội, hãy tin vào bản năng đó và để trái tim dẫn dắt bạn. Thật ra, bạn đủ năng lực một mình xử lý mọi việc và cũng thiếu sự lắng nghe nên các hoạt động nhóm thật sự không mang lại nhiều hiệu quả như người khác vẫn tưởng. 2.
luận về phương diện tài chính. Do ảnh hưởng của tương phá nên người tuổi Dần có thể nhận thấy những tác hại, hậu quả, thiệt thòi về tiền bạc trong thời gian này khi bạn quá cao ngạo, không thừa nhận thiếu sót của mình. Ngay khi lúc xảy ra vấn đề, hãy khoanh vùng cho nó để không bị lan rộng khiến tiền bạc liên tục thất thoát. Để hạn chế những thiệt hại lớn hơn về mặt tiền bạc trong tương lai, người tuổi Dần nên rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, tự hứa với bản thân là sẽ sửa đổi, không được chủ quan trong bất cứ tình huống nào. Nhất là với những ai kiếm được nhiều tiền, hãy luôn nhớ rằng dù bạn có sở hữu tiền núi mà hoang phí thì núi cũng mòn. Đó là lý do bố mẹ, ông bà của bạn luôn khuyên rằng duy trì lối sống tiết kiệm cho dù thu nhập của bạn có tăng lên nhanh chóng đi chăng nữa. Bạn vẫn có thể mua sắm món đồ yêu thích, nhưng nó nên là việc lên kế hoạch trong dài hạn chứ không phải đột nhiên chi một số tiền lớn như vậy. Bạn có thể quan tâm hơn tới các lĩnh vực đầu tư và có mong muốn dồn tiền vào một dự án nào đó. Con giáp này nên bắt đầu với những mối đầu tư nhỏ để vừa thực hành vừa có thêm kinh nghiệm. Không nên dốc hết tiền vào một lĩnh vực nào đó, nhất là khi bạn chưa hiểu rõ về nó. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Ngũ hành tương sinh là cơ hội để cho những cặp đôi tuổi Dần được hòa giải làm lành. Đừng ngại thừa nhận rằng mình không giỏi trong việc giao tiếp nên thường nói ra những lời gây mất lòng. Còn giáp ngư tuổi Dần đã có đôi có cặp nên chủ động trao đổi nhiều chuyện với người ấy hơn. Đối phương cũng có thể đưa ra cho bạn nhiều gợi ý hữu ích trong cuộc sống. Để cải thiện hạnh phúc thì con giáp ngư tuổi Dần thời gian này nên tập trung vào việc lắng nghe nhiều hơn. Đó là cách duy nhất để bạn hiểu hơn về người yêu và bạn đời của mình, tránh nhận đánh giá chủ quan hay sở thích kiểm soát người khác như trước đây. Nhiều người độc thân không hào hứng lắm trong chuyện mở rộng mối quan hệ hay gia tăng thêm cơ hội cho mình. Trong khi bạn bè có thể tìm kiếm các hoạt động xã hội, bạn sẽ thích sự thoải mái ở nhà và có thể không tích cực theo đuổi các tình bạn mới. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Thiên đức gây hại cho sức khỏe của con giáp ngư tuổi Dần và chủ yếu đến từ vấn đề tinh thần. Do đó, điều quan trọng là bản mệnh nên trút bỏ được những căng thẳng mệt mỏi trong lòng. Trước khi đi ngủ nên tránh xa các thiết bị điện tử để tâm trí được thảnh thơi, dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Lo lắng cũng không làm được gì mà bạn cần có một tâm trí sáng suốt để xử lý vấn đề vào sáng hôm sau. Nhị hắc nhập cùng chính bắc cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động của bản mệnh. Bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan tới đường ruột tiêu hóa. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Canh Dần mệnh mộc, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu khẩu quyết, học cách quan sát nhiều hơn, đánh giá khách quan trước khi quyết định. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Tý, màu sắc may mắn màu đen, màu tím. 2. Tuổi Nhâm Dần mệnh kim, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu khẩu quyết, dễ bỏ qua những cơ hội tốt chỉ vì sự chủ quan và thiếu chín chắn của mình. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu đen, màu hồng. 3. Tuổi Giáp Dần mệnh thủy, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu khẩu quyết, vui vẻ giúp đỡ mọi người thì công việc của bạn cũng tự nhiên trở nên hanh thông hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu nâu, màu vàng. 4. Tuổi Bính Dần mệnh hỏa, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức khẩu quyết, bạn có thể tự thưởng cho mình món ăn ngon như là lời động viên lấy lại tinh thần. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu bạch kim, màu cam. 5. Tuổi Mậu Dần mệnh thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu khẩu quyết, tháng này nên thận trọng vì không phải ai cũng đáng tin như cách họ đang thể hiện bên ngoài. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Dần, màu sắc may mắn màu đỏ, màu trắng.
Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Mão, hãy tự tạo ra cơ hội tránh liều lĩnh tham lam. Tháng 10 âm lịch là khoảng thời gian khá thách thức, đòi hỏi những chú mèo phải bộc lộ niềm tin và sức mạnh để vượt qua và khẳng định bản thân mình. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy cuộc sống khá vất vả nhưng chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận. Mỗi lần bạn than phiền là bạn đang tước bỏ sức mạnh của mình đấy. Thời gian này khuyến khích bản mệnh tự trang bị sức mạnh bên trong cho mình, sẵn sàng tạo nên cuộc sống mà mình mơ ước, không nhờ hay dựa quá nhiều vào vận may bất ngờ nào đó. Bạn càng thể hiện sự độc lập thì càng có khả năng sớm vượt qua khó khăn, càng phụ thuộc lại càng thất vọng vì không ai giúp bạn được trong hoàn cảnh này cả. Do đó, làm gì cũng cần có kế hoạch để tránh lãng phí thời gian và công sức. Bạch hổ hung tinh xuất hiện trong tháng này là lời nhắc nhở quan trọng để con giáp người tuổi Mão để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, không nên chủ quan vì nó sẽ gây ra những sự trì hoãn không đáng có cho cuộc sống của bạn. Tháng mới, tam hợp ghé thăm mang lại hạnh phúc cho cả người độc thân lẫn người có đôi. Điều này cho thấy bạn sẽ chiến thắng khi bạn chọn chính mình và hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, đừng vì người ấy yêu chiều mà bạn thường giận dỗi, làm mình làm mẩy khiến người khác trở nên khó chịu. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Mão luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này, tỵ kiên khiến cho con giáp người tuổi Mão dễ gặp trở ngại trong công việc. Vì vậy, hãy cố gắng tránh xa các nghĩa vụ và đặt ra ranh giới lành mạnh để bạn chỉ tập trung đúng năng lượng vào những người, những việc phù hợp với mình mà thôi. Khái niệm liều lĩnh không thực sự phù hợp với tuổi Mão trong hoàn cảnh hiện tại. Bạn càng quan sát xung quanh mình trong thời gian này, bạn càng thu thập được nhiều thông tin khôn ngoan ẩn giấu từ thế giới. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy tháng mới, người tuổi Mão khá vất vả trong công việc. Nhìn chung, bất cứ công việc gì đến tay bạn cũng phải tốn khá nhiều công sức, thời gian để hoàn thành mà không nhận được sự hỗ trợ. Lúc này bạn nên tránh than phiền hay chán nản vì có thể mọi người cũng đang gặp những vấn đề với cuộc sống của họ, chứ không phải họ thiếu quan tâm tới bạn. Đừng làm hỏng bất cứ điều gì bằng cách thiếu kiên nhẫn ngay bây giờ. Nên nhớ, khó khăn cũng đừng bỏ cuộc bạn nhé. Đôi khi có trở ngại là dấu hiệu tốt để bạn từ tốn thận trọng hơn. Điều quan trọng hơn nữa là mục tiêu của bạn không rời xa nữa và bạn sẽ sớm thấy mơ ước của mình thành hiện thực. 2. Luận về phương diện tài chính. Ngũ hành tương sinh mang tới những thông tin tích cực liên quan tới tài lộc của những chú mèo. Bản mệnh có thể thấy rằng mọi nỗ lực của bạn hoàn toàn là xứng đáng. Nhiều người làm kinh doanh khá tất bật, không có thời gian chăm sóc bản thân, nhưng bù lại số tiền của bạn kiếm được cũng rất đáng ngại trong thời gian này. Thậm chí khi bạn có được sự độc lập, tự tay làm mọi việc, bạn vừa có kinh nghiệm lại có cả tiền bạc. Hãy trân trọng sức lao động của mình bằng cách chỉ mua sắm những gì thật sự cần, tránh lãng phí bạn nhé. Bát bạch nhập cung chính tay, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ vào túi của bạn hay không? Đó hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của bạn, vì sẽ có những người kiếm được nhiều tiền hơn người khác. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Trong tình yêu, người tuổi Mão được khuyến khích hãy là chính mình và tiếp cận chủ động hơn để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với người ấy. Tam hợp là dấu hiệu tốt cho vận trình tình cảm của người tuổi Mão trong thời gian này. Hứa hẹn sự kết hợp của trái tim và tâm hồn hai người cùng nhau hợp sức và giảm thiểu điểm yếu, gia tăng điểm mạnh của nhau. Người độc thân cũng nhận được nhiều lời hẹn hò. Quan trọng là trong số đó có người mà bạn để mắt từ lâu, vì thế con giáp này cũng dễ dàng mở lòng hơn trong thời gian này. 4. Luận về phương diện sức khỏe.
Bạch hổ xuất hiện lúc này cho thấy lơ là với sức khỏe là con giáp người tuổi Mão sẽ nhận về hậu quả ngay. Hung tinh này mang điềm báo tai họa, bản mệnh nên chú ý hơn. Khi đi lại rất dễ gặp những tình huống gây bất lợi cho sức khỏe, nhất là khi tham gia giao thông, tránh phóng nhanh, vượt ẩu, không nên uống rượu bia khi mình là người cầm lái bạn nhé. Với những ai bận rộn không tập thể dục thường xuyên thì lúc này nên dành thời gian cho việc này để hạn chế các tình trạng không tốt về sức khỏe có thể xảy đến. Những chú mèo chăm chỉ tham gia thể thao cũng nhớ tập thể dục là tốt, nhưng đừng quá sức vì nó chẳng có lợi cho bạn đâu. Bạn chỉ thật sự khỏe mạnh khi có chế độ luyện tập đều đặn, chứ không phải chỉ dồn sức cho vài lần tập. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Tân Mão mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ khẩu quyết. Bạn đủ lạc quan để giữ sự tích cực cho mình. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 2. Tuổi Quý Mão mệnh kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch khẩu quyết. Không nên giấu nhận vấn đề của mình, bạn cần chút thời gian để giải tỏa. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mão. Màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 3. Tuổi Ất Mão mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ khẩu quyết. Học làm theo những gì mà người thành công đã làm bạn nhé. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Mão. Màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Đinh Mão mệnh hỏa, nam sao Thổ Tủ, nữ sao Vân Hưởng khẩu quyết. Hãy hòa mình vào âm nhạc mỗi khi cảm thấy bế tắc. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. 5. Tuổi Kỷ Mão mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch khẩu quyết. Hãy tập trung hơn vào các hoạt động tập thể. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Tý. Màu sắc may mắn màu vàng, màu xanh dương. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Thìn, độc lập, bản lĩnh, thể hiện năng lực nổi bật. Tháng 10 âm lịch cho thấy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bản mệnh vẫn đủ tự tin để làm chủ tình hình, nắm quyền kiểm soát để điều hướng vấn đề một cách khôn ngoan. Quan đới nhập mệnh mang lại sự độc lập và tinh thần lạc quan cho những chú rồng trong bất cứ tình huống nào. Mỗi lần phải đối mặt với gian nan, con giáp người tuổi Thìn đều rút ra bài học quý giá giúp bản thân phát triển hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh cũng không ngừng động viên những người xung quanh để cùng đồng hành với mình trong giai đoạn khó khăn này. Với bản tính nhạy bén và khéo léo của mình, mọi thử thách đều có thể trở thành cơ hội. Năng lượng xung quanh sự nghiệp của bạn khá tốt vào thời điểm này. Hãy để mọi thứ tiến triển như hiện tại. Các tinh tử vi làm trợ lực cho sự nghiệp tài lộc của con giáp này. Bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần cho những cú bứt phá sự nghiệp hoặc tài chính, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng với những thành công mà bạn sắp đạt được vào tháng 10 âm lịch này. Vận trình tình cảm trong tháng có nhiều dấu hiệu bất ổn với tác động của ngũ hành xung khắc. Đôi khi sống cảm xúc quá không tốt. Bạn cần để cho lý trí và tình cảm được cân bằng thì sẽ tốt hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Thìn luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Nhất bạch nhập cung chính nam, bảo tình vui liên quan tới sự nghiệp của bản mệnh. Dù làm việc gì thì tuổi Thìn cũng được nâng đỡ, che chở để vượt qua trở ngại, đạt được thành tích đáng nể. Nhưng mọi thứ không đến với những chú rồng một cách dễ dàng. Bạn cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn để tìm ra rõ ràng mong muốn của mình ở đâu, khả năng của mình ở mức nào để trở nên thực tế hơn với tình hình đang có. Trái tim của con giáp này sẽ cảm thấy vui vẻ và hy vọng vì điều
ước mơ của mình sẽ thành hiện thực với bạn trong tháng này. Những ai theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận. Nhìn chung, năng lượng của con giáp người tuổi Thìn khá mạnh mẽ. Nếu bạn quyết tâm giữ được sự độc lập, không bị ảnh hưởng bởi các ý kiến bên ngoài, bạn có thể thể hiện chính xác những gì bạn muốn, bao gồm thăng chức, tăng lương hoặc thậm chí là cơ hội mới để học hỏi và mở rộng. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng này, chính tài mang lại tiền bạc dồi dào cho người tuổi Thìn. Bản mệnh có khả năng nhìn thấy cơ hội đầu tư và sinh lời trong các lĩnh vực khác nhau, từ bất động sản tới khởi nghiệp hay chứng khoán. Bên cạnh đó, có dấu hiệu về phần thưởng cho những nỗ lực chăm chỉ. Người làm công ăn lương dễ được thưởng nóng nhờ thành tích nổi bật của mình. Tuy nhiên, trở nên vội khoe khoang nên giữ cuộc sống của mình ở mức vừa phải, duy trì hình ảnh giản dị và sống tiết kiệm. Đây chưa phải là thời điểm lý tưởng cho việc ăn tiêu hay mua sắm. Dù đã có thành công bước đầu, nhưng hãy thể hiện sự thông minh trong việc lập kế hoạch tiền bạc một cách tỉ mỉ sẽ giúp bạn tích lũy tài sản một cách bền vững. Nhờ ưu tiên các biện pháp nhằm bảo vệ tài sản của mình bạn nhé. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Các mối quan hệ tình cảm có thể gặp một số thử thách vì người tuổi Thìn có xu hướng khép kín hơn trong thời gian này. Nhất là những ai còn độc thân, bạn ít có cơ hội cải thiện vận trình tình cảm khi không chịu mở lòng. Gần đây bạn có cảm thấy cô đơn không? Mặc dù bạn có thể hiện sự độc lập của mình, nhưng có những lúc bạn muốn có được người cùng đồng hành thấu hiểu và nhiều yêu thương. Thế nhưng bạn không hành động đúng theo những gì bạn muốn nên gây cản trở trong quá trình đi tìm hạnh phúc. Nhìn chung, vấn đề của chính bạn chưa tự tin đối với người tuổi Thìn đang độc thân. Hãy cố gắng phát triển và hoàn thiện bản thân trước khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc nhé. Ngũ hành xung khắc dự báo lửa đôi có thể căng thẳng, bản mệnh có xu hướng hay giận hơn, dễ xảy ra chiến tranh lạnh. Lời khuyên là để tình cảm đạt được mong muốn, bạn cần học cách để chia sẻ, bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình. Một khi bạn không chịu chia sẻ, hay giận, hay hờn người ấy sẽ không biết làm thế nào để bạn hạnh phúc cả. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Thìn có thể bị ảnh hưởng do tình trạng mạch máu khó thông suốt, có nguy cơ xảy ra trong tháng này. Do đó, mỗi ngày nên có những bài tập nhẹ nhàng duy trì sự vận động đều đặn của cơ thể. Những ai đang làm công sở nên tránh tình trạng ngồi một chỗ quá lâu. Bạn nên thường xuyên đứng dậy đi lại dù là lấy nước đi vệ sinh để tránh tình trạng trì trệ của cơ thể. Nếu cảm nhận sự bất thường, thay đổi trong cơ thể thì đừng chủ quan, nhớ phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Mỗi ngày cuối tuần, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để nạp lại năng lượng bạn nhé. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Thìn vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: đừng ngại chỉnh sửa những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: kinh nghiệm đã có giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn trở ngại. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu đen, màu tím. 3. Tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: đừng vội tự kiêu khi nghe được những lời khen ngợi. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: đừng vì sự hồ đồ của tầm nhìn ngắn hạn mà ảnh hưởng tới tương lai về sau. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: nên chọn lọc lời nào cần nói để mang lại lợi ích cho nhiều người. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi.
màu sắc may mắn màu đen, màu hồng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tỵ. Càng khoe khoang, thích thể hiện thì càng bất lợi. Tháng này chỉ ra rằng những chủ gắn có xu hướng thích thể hiện, trưng diện cho mình về vật chất hơn trong tháng mà không tập trung vào việc kiếm tiền. Tương xung gây ra bất đồng từ công việc cho tới đời sống tình cảm của con giáp này. Mâu thuẫn lại càng có cơ hội gia tăng khi mà bản mệnh thích thể hiện cái tôi hơn thua với mọi người và thiếu đi sự lắng nghe. Công việc bấp bênh phần lớn là nguyên nhân tới từ bạn chứ không phải là hoàn cảnh hay đối tác không chân thật. Bạn đang mất tập trung nên thường xuyên có những quyết định thiếu khôn ngoan. Ảnh hưởng của nguyệt lệnh mộc dục nên con giáp người tuổi Tỵ có xu hướng mua sắm để trưng diện, khoe khoang trên mạng xã hội để thể hiện rằng mình giàu có đẳng cấp. Chính điều này đã gây ra sự lãng phí không cần thiết. Thêm tác động của đại hao nên tháng này các khoản chi liên tục gia tăng ngoài sức kiểm soát của con giáp này. Thế nên, ban đầu bạn tưởng rằng mình rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu, nhưng chỉ cần mua nửa đầu tháng thì bạn đã phải nhận ra tiền vơi đi rất nhiều. Thường quan nhắc nhở bản mệnh nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, kẻo gây ra tổn thương cho người đối diện vì những câu nói vô tình của mình. Ngũ hành xung khắc dự báo căng thẳng trong mối quan hệ xung quanh con giáp người tuổi Tỵ, kể cả tình yêu đôi lứa cũng có nhiều xung đột. Bản mệnh liên tục phải tìm cách tháo gỡ nếu không muốn đi vào ngõ cụt khiến bản thân sau này phải hối hận. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng mới, người tuổi Tỵ thường xuyên ôm đồm công việc có khả năng gây ra trở ngại, thường không đạt được kết quả như ý muốn. Vì thế, hãy tạm dừng việc này lại và sắp tới nhớ phân chia kế hoạch phù hợp cho những cá nhân có liên quan. Mọi người nhận một việc sẽ giảm bớt gánh nặng cho bạn. Thương quan gây ra khá nhiều xáo trộn trong cuộc sống của con giáp này, nhất là khi công sức bỏ ra nhiều nhưng không được công nhận khiến bản mệnh dễ sinh ra tâm lý chán nản. Một lời nhắc nhở thân thiện dành cho con giáp này chính là sự thành hay bại của sự nghiệp lúc này sẽ phụ thuộc vào cách bạn ứng xử với những người đang hợp tác với bạn. Nếu bạn liên tục mang lại cảm giác tin tưởng, vững chắc cho mọi người thì không có gì phải lo lắng quá nhiều. Hiện tại có khó khăn thì tương lai vẫn rất rực rỡ. Ngược lại, nếu bản mệnh vẫn tiếp tục cứng nhắc và ép buộc mọi người làm theo ý mình thì hậu quả sẽ vô cùng đáng tiếc. Thay vào đó, hãy cố gắng lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn tuổi Tỵ nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng trước tài lộc mới chỉ hưởng sáng mà tháng nay người tuổi Tỵ đã tập trung quá nhiều cho việc mua sắm trưng diện rồi. Trong khi giai đoạn này cần phải tập trung kiếm tiền, bạn lại dành phần lớn thời gian để tiêu tiền. Bạn hoàn toàn xứng đáng với những kỳ nghỉ xa xỉ, nhưng chỉ là thời điểm này không phù hợp mà thôi. Ngay cả một kỳ nghỉ cũng là nên có kế hoạch từ trước để bạn có thể để dành một khoản tiền nhỏ chuẩn bị chứ không phải đột ngột sử dụng số tiền lãi vừa kinh doanh được để ăn chơi. Mặc dù hiện tại tình hình tài chính của bản mệnh đã đi vào nề nếp và đạt được sự ổn định, nhưng bạn vẫn nên chuẩn bị tinh thần để làm việc cật lực hơn. Nhìn chung, đây là điều cần thiết để đạt được mơ ước, mục tiêu, kinh doanh cá nhân. Dù sao, mua một phần thưởng nho nhỏ cho mình để lấy động lực là việc nên làm, nhưng tránh vung tay quá trễn, nhất là khi bạn cũng đang cần nhiều thời gian để khai thác các cơ hội kiếm tiền thì nên tránh những việc gây mất tập trung. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Khía cạnh tình cảm của người tuổi Tỵ độc thân chưa diễn tiến theo đúng ý, có thể một phần là do bạn có những tiêu chuẩn cao và thiếu thực tế. Bạn nên dành thời gian cải thiện bản thân sao cho linh hoạt, mềm mỏng hơn để có thể tạo điều kiện tươi sáng hơn cho vận trình tình cảm của mình. Ảnh hưởng của tương xung nên vợ chồng không đồng lòng,
ai cũng muốn bảo vệ rằng ý kiến của mình là đúng mà không chịu lắng nghe người kia nói. Vì thế hai người rất khó khăn trong việc đưa ra sự thống nhất trong các quyết định. Mỗi khi mâu thuẫn xảy ra, bản mệnh đừng xem đó là vấn đề mà nên hiểu rằng đó là cách mà hai người đang thể hiện quan điểm. Bạn có thể lắng nghe để hiểu hơn về một nửa của mình. Bên cạnh đó, bạn nên học cách kiên nhẫn hơn trong mọi tình huống, nếu không sẽ càng đẩy người ấy ra xa bạn. Nhớ rằng, hai người là cùng một đội chứ không phải kẻ thù. Ai cũng muốn hoàn thành mục tiêu chung là hạnh phúc, vui vẻ, thì nên điều chỉnh lại thái độ và cách hành xử của mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Người tuổi Tỵ đừng lãng phí sức khỏe của mình trong các cuộc vui thâu đêm suốt sáng, đắm chìm trong những nơi vui chơi trị lạc, chỉ lãng phí thời gian, tiền bạc và sức khỏe, chẳng mang lại lợi ích gì cho tương lai cũng như cuộc đời của bạn cả. Những ai làm việc chăm chỉ cũng nên cân bằng lại cuộc sống, tránh làm việc quá sức. Bạn dùng sức khỏe của mình để đổi lấy tiền, nhưng sau này khi ốm đau, không phải khi nào cũng có thể dùng tiền để bù đắp sức khỏe của bạn. Lục Bạch ngụ tại Trung Cung nhắc nhở người tuổi Tỵ cũng nên thận trọng khi đi xa, cần phải hết sức chú tâm đảm bảo an toàn cho bản thân, đừng để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch, người tuổi Tỵ vẫn phải lo lắng các vấn đề liên quan tới sức khỏe của mình và cũng tốn một khoản tiền để thăm khám hoặc chữa bệnh. Cẩm nang vượng phận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ đơn giản và vừa sức. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. 2. Tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa. Nam sao Phân Hợn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Hãy thuận theo tự nhiên, cố gắng kiểm soát mọi thứ, vừa vô ích lại mệt mỏi. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. 3. Tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Vận trình tình cảm có xáo trộn cũng là cơ hội để bạn chỉnh sửa mọi thứ. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu cam. 4. Tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Khi vấp phải sự chỉ trích, hãy bình tĩnh đối mặt. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. 5. Tuổi Tân Tỵ mệnh Kim. Nam sao Phân Hợn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Tránh hoang phí, mua sắm quá nhiều mà không dùng tới. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Ngọ, thông minh nhưng bồng bột mà làm việc thì tùy hứng. Tháng 10 âm lịch mang lại cho bạn sự tự tin, nhưng dường như vì thế mà bạn thiếu đi sự lắng nghe và không sẵn sàng cởi mở với các ý kiến khác biệt với mình. Tháng này nhờ có chính ẩn mang tới cho bạn cơ hội để tạo điểm nhấn trong lòng mọi người. Sự tinh tế và đầu óc nhạy bén của những chú ngựa tạo nên hình ảnh một người luôn biết cách tận dụng cơ hội. Nguyệt lệnh mộc dục mang lại cho bạn nhiều hy vọng, nhưng có vẻ vẫn đang dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên ngoài. Với bản tính thông minh, khéo léo và đầy bản lĩnh, bạn chắc chắn sẽ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực mà họ theo đuổi. Ngũ hành xung khắc dự báo có những bất ổn trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Nếu công việc bấp bênh nhưng chưa vững chắc cũng là vì bạn để căng thẳng trong mối quan hệ chứ không phải do năng lực. Tương xung lại tiếp tục nhắc nhở người tuổi Ngọ về cách hành xử thiếu khéo léo của mình trong cuộc sống. Có những điều bạn nghĩ rằng tốt nhưng người khác lại không công nhận. Sự mâu thuẫn này khiến bạn tốn khá nhiều công sức. Lời khuyên là bạn nên học cách lắng nghe, đồng cảm hơn, đừng mờ mắt vì những mục tiêu công việc.
cũng như việc tài chính. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Nhất bạch nhập cung chính nam, bảo tình vui cho người tuổi Ngọ. Những ai đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận. Sự nghiệp của bạn cũng đang đi đúng hướng, cho thấy dù cuộc sống đôi lúc có thể đầy bất ổn, song bạn vẫn tin vào khả năng tự đứng vững và phát triển, đồng thời không từ chối bất kỳ sự hỗ trợ giúp đỡ nào khi thật sự cần thiết. Ngũ hành xung khắc dự báo căng thẳng trong mối quan hệ với đồng nghiệp vì tính cách của bản mệnh lúc này có phần hung hăng. Thích tự cho mình là đúng, không chịu lắng nghe bất cứ ai. Điều đó cho thấy dù bạn có năng lực nhưng thái độ của bạn không được đánh giá cao. Có thể vì mải mê theo đuổi mục tiêu nên bạn vô tình có những lời nói, hành động khiến người khác hiểu lầm. Lời khuyên là tuổi Ngọ nên thường xuyên tỏ lòng biết ơn và luôn ghi nhớ những người đã sẵn lòng hỗ trợ giúp đỡ mình trên hành trình. 2. Luận về phương diện tài chính. Bản mệnh sẽ không chỉ dừng lại ở việc đối mặt với khó khăn mà còn sẵn sàng mở cửa đón nhận những nhiệm vụ mới, từ đó khẳng định giá trị bản thân và mang về tiền bạc cho mình. Thời điểm cho những động thái lớn và mở rộng sẽ đến sau. Tuy nhiên, tiền bạc lúc này về chưa nhiều, tuổi Ngọ đừng mua sắm quá nhiều mà nên tập trung hơn vào chuyện kiếm tiền. Ảnh hưởng của tiểu hao nên có khá nhiều khoản chi phí lần lượt xuất hiện rải rác suốt cả tháng. Tuy là số tiền không nhiều nhưng liên tục phải rút hầu bao nên con giáp này vẫn cảm thấy không vui. Thật ra đó là khoản cần thiết chi hàng ngày, chỉ là bạn không có kế hoạch rõ ràng nên mới khó chịu. Bạn hãy xem đó là cách để khai thông dòng chảy tài chính, muốn tiền vào thì nó phải đi ra. Đừng nghĩ quá nhiều, gây ra lo lắng không đáng có. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Tác động của tương xung dự báo căng thẳng trong mối quan hệ với bạn bè, người thân lẫn đồng nghiệp. Chủ yếu là vì cách bạn thể hiện có thể gây ra chút hiểu lầm rằng bạn thích thể hiện khoe khoang. Thậm chí điều này còn vô tình mở đường cho những người bạn xấu xuất hiện mà bạn không hay biết. Bản mệnh đã cho phép những người bạn giả tạo xuất hiện trong vòng tròn của mình. Bây giờ là lúc để biết ai đang bên cạnh bạn và ai đang âm thầm không muốn điều tốt đẹp cho bạn, để biết điều hưởng mối quan hệ của mình trở nên lành mạnh hơn. Đôi khi trong thời gian dài mải mê công việc nên bạn sẽ quên chăm sóc mối quan hệ của mình, nên mối quan hệ này dễ xảy ra những vấn đề như thế. Đã đến lúc làm mới lại tình cảm bạn bè, người thân và thậm chí là vợ, chồng, rồi đấy tuổi Ngọ nhé. Trong các cuộc tranh luận với một nửa của mình, tuổi Ngọ cũng cần biết hạ cái tôi của mình một chút. Một số thắng lợi trong công việc khiến bạn có chút kiêu căng và điều này ảnh hưởng tới cả tình cảm của bạn trong một thời gian dài vừa qua nữa đấy. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Thực thần mang tới những lời mời ăn uống để bạn có thể vừa vui vẻ vừa tận hưởng bữa ăn ngon. Tuy nhiên, không nên tụ họp liên miên vì nó có thể gây ra tình trạng quá tải cho cơ thể của bạn khi ăn quá nhiều chất. Một số người tuổi Ngọ lúc này đang có dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát. Nguyên nhân là do ít vận động, ngồi sai tư thế khiến cho lượng mỡ tích tụ lại ở vùng bụng nhiều hơn. Cách duy nhất là nên tham gia thể dục, thể thao, ăn uống điều độ hơn. Ngoài ra một số căng thẳng trong cuộc sống của thời gian này là tuổi Ngọ liên tục đối mặt khiến cho bạn rơi vào tình trạng khó ngủ, ngủ không ngon. Hãy sớm xử lý tình trạng này, đừng để căng thẳng kéo dài, bạn sẽ phải gặp bác sĩ tâm lý để có thể cải thiện tình trạng này đấy nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, dễ mất kiểm soát cảm xúc khi tức giận ai đó. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu đen, màu nâu.
2. Tuổi Bính Ngọ, Mệnh Thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết thiếu đi sự thấu hiểu nên hay tranh cãi mâu thuẫn. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu nâu. 3. Tuổi Mậu Ngọ, Mệnh Hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hẳn, khẩu quyết học cách quan sát cuộc sống nhiều hơn, không vội vàng đánh giá. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi Canh Ngọ, Mệnh Thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết có lợi thế trong các lĩnh vực liên quan tới sáng tạo. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: màu tím, màu trắng. 5. Tuổi Nhâm Ngọ, Mệnh Mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết một số sự việc bất ngờ xảy ra khiến bạn cần cảnh giác hơn. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu xanh lá cây. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Mùi, sẵn sàng vượt qua khó khăn, đón lấy vận may tràn tới. Tháng 10 âm lịch cho thấy những trở ngại trước mắt không làm cho con giáp này lùi bước, mà bạn lại thái độ học hỏi, kiên nhẫn, lắng nghe nhiều hơn. Nguyệt lệnh dưỡng cho thấy bản mệnh khá tò mò về cuộc sống, đó là lý do mà bạn không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Nhờ thế mà cho dù cuộc sống hiện tại có thăng có trầm thì cũng không có vấn đề gì phải lo nghĩ. Bạn đơn giản là phải tập trung xử lý chúng mà thôi. Hứa hẹn con giáp người tuổi Mùi sắp tới đây sẽ bước sang một trường mới trong cuộc đời, nơi mà những giấc mơ không chỉ tồn tại trong tâm trí mà còn thực hiện hóa thông qua sự cố gắng và kiên trì của bản thân. Tuy nhiên, những chủ dê cũng nên chú ý tới cách hành xử vì dễ gây hiểu lầm. Đáng tiếc trong thời gian này, ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh dự báo có điềm tiểu nhân quấy phá. Một số vấn đề liên quan tới sức khỏe của người tuổi Mùi hoặc người thân trong gia đình khiến con giáp này phải lo lắng và tốn khá nhiều thời gian, công sức. Thiên tài thật sự là điểm sáng quan trọng trong tháng 10 âm lịch khi mà người tuổi Mùi có thể nhận được một số tiền kha khá để đảm bảo cho cuộc sống và hỗ trợ được thêm cho những người khác. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tác động của hung tinh ngũ quỷ nên không ít lần mà con giáp người tuổi Mùi cảm thấy lao đao mất phương hướng. Có thể một vài sai lầm từ quá khứ sẽ để lại không ít hậu quả ở thời điểm hiện tại. Song bạn đừng quá lo lắng về chúng vì bạn hoàn toàn đủ khả năng xử lý tất cả. Tháng này dưỡng nhập mệnh mang lại cho con giáp người tuổi Mùi sự ngoan cường, bạn sẵn sàng đón nhận khó khăn, vất vả, chủ động trở thành người không ngừng học hỏi nên dù chuyện gì xảy đến cũng không làm bạn suy nghĩ tiêu cực. Với khả năng giao tiếp giỏi, con giáp này sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi tập trung vào các lĩnh vực cấp bách khác của cuộc sống ngay bây giờ. Đôi khi khó khăn lại là cơ hội để bạn thể hiện nhiều hơn, chứ không còn sống mãi trong vỏ ốc của mình nữa. Con giáp tuổi Mùi nuôi dưỡng được sự lạc quan tự nhiên, nhờ thế mà bạn luôn tin vào khả năng của mình, quyết tâm vượt qua mọi rào cản với sự nhẹ nhàng nhưng kiên định. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng mới, bát bạch nhập cung chính tay dự báo những chủ dê được đón tài lộc. Có thể thấy cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ vào túi của bạn hay không? Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nữa nhé. Nhiều người sanh năm Mùi khi hiểu rõ mục tiêu của mình từ sớm nên lúc này có thể có cả sự nghiệp lẫn tiền bạc, giúp bạn vươn lên những đỉnh cao mới trong cuộc sống. Mọi thứ đến với bạn lúc này hoàn toàn không phải là vận may trên trời rơi xuống. Tất cả là do bạn không ngừng tìm kiếm cơ hội, gieo niềm tin của mình và các dự án đầu tư lớn nhỏ khác nhau. May mắn là lúc này một số dự án trong số đó mang về lợi nhuận.
Có thể nói, người tuổi Mùi không thể nào lên kế hoạch cho việc khi nào may mắn đến thế, nên bạn luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội đang hiện hữu và không bao giờ để chúng vào một giỏ. Bạn biết rằng mình không đủ tinh khôn để biết khoản nào xin lại, thế nên đơn giản là chia ra các cơ hội nhỏ trong khả năng của mình. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Thản Ất Hợi, vận trình tình cảm của người tuổi Mùi không được thuận lợi cho lắm, nhất là khi cuộc sống của bản mệnh còn nhiều xáo trộn, bạn không đủ tập trung được cho chuyện yêu đương. Với các cặp đôi mới quen, nếu bạn đang cảm thấy có điều gì đó không chắc chắn, có thể một niềm tin vô thức đang ngăn cản bạn. Do đó không nên vội vàng quỳ muốn kiếp đôi nhanh chóng mà quyết định sai lầm. Bạn nên để cho cả hai người có thêm thời gian để hiểu về nhau hơn. Ngũ hành xung khắc khiến bạn thường xuyên hay quên những gì mà một nửa của mình căn dặn. Chính điều đó đã là tác nhân khiến cả hai cãi cọ gây xung đột. Lời khuyên là đừng để những chuyện nhỏ xảy ra to trong hoàn cảnh này. Chẳng ai hoàn hảo cả, bạn và người ấy luôn có những khuyết điểm nhất định. Điều quan trọng là hiểu và thông cảm, chứ không phải liên tục lấy đó để chê cười hay xem thường nhau bạn nhé. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe cũng là những khía cạnh của cuộc sống mà con giáp người tuổi Mùi nên quan tâm để ý hơn trong giai đoạn này. Nhiều người tuổi Mùi phải dành thời gian chăm sóc người ấm, nên có thể bạn phải trải qua tình trạng mệt mỏi, nên biết dưỡng sức cho mình trước khi muốn chăm sóc người khác bạn nhé. Lục bạch ngụ tại trùng cung nhắc nhở người tuổi Mùi, nếu thường xuyên phải đi xa thì nên chuẩn bị mọi thứ một cách thận trọng, từ đồ ăn tới những đồ sửa chữa. Đề phòng khi có những rắc rối bất chắc có thể xảy ra, có thể xử lý được tình hình. Nhất là ai đang ốm bệnh, nhớ mang đủ thuốc theo bên mình. Hơn nữa, đây là thời điểm mà chuyển mùa, không khí hanh khô, nên bản mệnh dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Nhớ thường xuyên uống đủ nước, không cần uống quá nhiều, bạn cần phải cung cấp nước cho mình từng ngụm nhỏ hoặc lúc khác là được. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Ất Mùi mệnh kim, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Tháng này giúp bạn biết rằng không có gì là ngẫu nhiên, điều gì cũng có thể trở thành cơ hội. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh. 2. Tuổi Đinh Mùi mệnh thủy, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Đừng ngại hỏi những điều mà bạn chưa biết. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu xanh, màu đen. 3. Tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Học cách chấp nhận những thay đổi cần thiết trong cuộc sống. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu hồng. 4. Tuổi Tân Mùi mệnh thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Sự bấp bênh trong tình cảm xảy ra khi bạn quá đề cao bản thân mình. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. 5. Tuổi Quý Mùi mệnh mộc, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Hãy đơn giản là tận hưởng hành trình của mình, đừng quá lo lắng nhiều. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Thân, tiền bạc tăng tiến, bù đắp cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Bước sang tháng mới, vận trình mang lại cơ hội để người tuổi Thân có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng. Tuy nhiên, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, tránh khoe khoang bạn nhé. Tháng này, nhờ cỏ, thai nhập mệnh cho thấy đây là giai đoạn mà con giáp người tuổi Thân giữ được nhiều nhiệt huyết trong cuộc sống. Bản mệnh sẽ chủ động tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi, phát triển những ý tưởng mới mẻ lẫn đột phá.
Nhờ sự hiểu kỳ mà tháng 10 âm lịch, bản mệnh cũng có thể học hỏi thêm nhiều điều mới lạ trong cuộc sống và có thể phát huy óc hài hước của mình để giải tỏa căng thẳng trong các cuộc họp. Các tinh thái âm phụ trợ cho vận may của người tuổi Thân nên tài lộc trong tháng cũng tăng tiến. Con giáp này đang nỗ lực để có thể tạo dựng nên một cuộc sống đầy đủ, phong phú, thịnh vượng, phản ánh đúng tinh thần không ngừng vươn lên của chính mình, và kết quả rực rỡ lúc này như là cách để trả lời cho những nỗ lực đúng hướng. Sự xuất hiện của tương hại trong tháng nên khó tránh khỏi những ngăn trở có thể xuất hiện do hiểu lầm. Bạn nên nhớ rằng việc giải thích và thanh minh sẽ khiến cho mọi thứ trở nên rối rắm, vì thế hãy tập trung phát triển bản thân và để thời gian cũng như kết quả nói lên tất cả. Sức khỏe là một trong những khía cạnh mà bản mệnh lo lắng nhiều hơn trong tháng này. Con giáp người tuổi Thân luôn là người sống có trách nhiệm. Tuy nhiên, đôi khi điều đó sẽ khiến bạn ôm đồm nhiều thứ cùng lúc và trở nên cạn kiệt sức khỏe. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Chính quan ghé thăm trong tháng 10 âm lịch cho thấy người tuổi Thân sẽ bắt đầu một giai đoạn đầy hứa hẹn. Khi quyết tâm đủ lớn và luôn giữ vững tinh thần học hỏi, bản mệnh sẽ càng gia tăng thêm cho mình nhiều cơ hội tốt đẹp. Hãy sẵn sàng cho một giai đoạn tràn đầy năng lượng tích cực. Không những thế, lúc này khả năng sáng tạo và logic sẽ phát triển nhiều hơn nếu bạn chịu lắng nghe và tiếp thu lời khuyên từ những bậc tiền bối. Nhiều người tuổi Thân hứa hẹn sẽ có khả năng dựng những thành tựu đáng ghi nhận, mang niềm tự hào cho chính mình và những người xung quanh. Nguyệt lệnh thai cho thấy bản mệnh cũng phải tuân thủ theo một số quy định của đội, nhóm. Có thể từ đây mà sự phân chia bè phái trong thời điểm này gây khó chịu cho chính người chính trực như bạn. Nhưng lúc này chưa có cách thay đổi, bạn cần linh hoạt, tránh cứng nhắc kẻo bị người ta hãm hại. 2. Luận về phương diện tài chính. Tình hình tài lộc của con giáp này trong tháng mới được đảm bảo. Nhìn chung, lúc này thu chi được cân bằng nên cũng không phải vất vả quá nhiều. Ngoài ra, con giáp này còn có thêm một khoản dư giả để mua sắm, tặng quà cho người thân trong nhà. Đừng quên gây bất ngờ cho họ bằng những món quà ý nghĩa vào ngày sinh nhật. Tuy nhiên, không nên mua đồ quá đắt đỏ bạn nhé. Bản mệnh không nên chỉ dừng lại ở đó, bạn sẵn sàng tìm kiếm thêm các cơ hội mới để gia tăng thêm thu nhập trong tương lai. Bạn có thể ăn mừng chiến thắng nhỏ của mình bằng một món quà mà bạn thích từ lâu, nhưng đừng quá xa đà vào việc hưởng thụ. Một số hạng mục làm ăn đang cần đầu tư nhiều nên con giáp người tuổi Thân cũng phải tốn một khoản kha khá trong giai đoạn này. Hãy nghĩ tới các cách khác nhau để tiết kiệm và không phải dùng tiền mặt quá nhiều cho một lần, nên chia nhỏ để tận dụng tối ưu mà thời gian mang lại. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bước sang tháng mới, ngũ hành tương sinh mang lại những thông tin tích cực cho vận trình tình cảm của con giáp này. Đời sống tình cảm của người tuổi Thân hoàn toàn êm đẹp và sẽ là nguồn động viên lớn lao cho bạn vào lúc này. Cho dù bạn đang trong một mối quan hệ lâu dài hay chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu, hãy chú ý nhiều hơn tới cách bạn tương tác với đối phương về những vấn đề trong cuộc sống. Không cần phải làm quá những gì lớn lao. Khi bạn thể hiện sự tinh tế thì sẽ luôn được đánh giá cao. Đối với các cặp đôi đã nâng cao khả năng thấu hiểu khi học cách quan sát, lắng nghe và chọn cách yêu thương thay vì chỉ trích hờn dỗi nhau. Ngoài ra, người thân và gia đình cũng cần được bạn dành thời gian nhiều hơn. Họ cũng rất cần sự quan tâm của bạn. Khi các mối quan hệ trở nên hài hòa, bạn cũng có thêm động lực để theo đuổi các mục tiêu khác trong cuộc sống. 4. Luận về phương diện sức khỏe.
Tháng nay, nhị hắc nhập cung chính bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe liên quan tới đường ruột và hệ tiêu hóa, nên chú ý đến vấn đề ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi điều độ. Nhất là những ai bị bệnh dạ dày không nên ăn đồ cay nóng, thức khuya và tìm cách giảm nhẹ các áp lực trong cuộc sống. Có bệnh cũng đồng nghĩa là bạn nên thay đổi lối sống cho khoa học hơn, chứ không chỉ có sử dụng thuốc để chữa trị. Nhìn chung, sức khỏe không có gì đáng lo ngại, chủ yếu cân bằng cuộc sống thì không gặp điều gì quá phiền toái trong tháng 10 âm lịch. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Bính Thân, mệnh hỏa. Nam sao Vân Hẳn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Tìm lại sự cân bằng trong tâm lý, bạn sẽ trân trọng cuộc sống hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Không ngừng học hỏi trong bất cứ tình huống nào. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Hãy sáng tạo hơn, tránh sự đơn điệu gây nhàm chán. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, mệnh kim. Nam sao Vân Hẳn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Luôn nhắc nhở mình bằng câu khẳng định tích cực về cuộc sống. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004, mệnh thủy. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Không nên mua sắm quá tay, gây ra sự lãng phí không cần thiết. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Dậu, dễ nạn chỉ, công việc khó có được thành quả lớn. Tháng 10 âm lịch, bản mệnh không duy trì tốt năng lượng của mình nên vận trình tháng này cũng lên xuống khó lường. Mệnh có tuyệt cho thấy kết quả mà con giáp tuổi Dậu nhận được trong tháng này phản ánh đúng cách làm việc đầu voi đuôi chuột của mình. Để thừa nhận điều này không dễ dàng gì, nhưng bạn cần chút thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ khách quan hơn. Trong chuyện tình cảm, đúng là cần để cảm xúc dẫn lối, nhưng đừng vì thế mà nhảy từ mối quan hệ này sang mọi quan hệ khác một cách nhanh chóng, vì cuối cùng bạn sẽ chẳng biết đâu là tình yêu đích thực. Nhất là phụ nữ tuổi Dậu dễ mang tiếng là người lơ lẳng, thiếu sự thủy chung. Tháng này làm ăn khó thắng lợi, nhưng riêng việc kinh doanh ăn uống nhà hàng thì khá tốt, thu hút được nhiều khách hàng mới. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần đảm bảo sự ổn định của chất lượng đồ ăn để duy trì lượng khách hàng lâu dài. Thiên quan gây ra một số trở ngại trong việc thu tiền bạc về, hoặc bạn dễ phạm lỗi khiến cho việc chuyển tiền dễ xảy ra sai sót. Nên nhờ mọi người kiểm tra lại giúp bạn trước khi có giao dịch phát sinh, nếu không rất khó để sửa lỗi. Ảnh hưởng của dịch mã nên những chủ gà lúc này khá vất vả trong việc đi lại, thường xuyên di chuyển xa nhà. Lời khuyên dành cho bạn là nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình bạn nhé. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Dậu, luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Mệnh có tuyệt nên con giáp tuổi Dậu thường xuyên rơi vào bế tắc, đôi khi việc từ chối một dự án lại là một điều may mắn đối với người khác, vì nếu bạn quá nhiệt tình có thể làm hỏng công việc chung. Bản mệnh là người nhiệt tình, chăm chỉ, tốt bụng nhưng lại không nhận ra một số thiếu sót của mình để chỉnh sửa nên thường xuyên lặp lại lỗi cũ. Thực tế cho thấy mọi việc không như ý cũng chỉ vì bạn không nhận ra mọi thứ đến cùng. Bạn chỉ giữ được sự hưởng thụ ban đầu,
nhưng khi khó khăn thì lại bỏ cuộc và tiếp tục nhảy sang việc khác vì bạn cảm thấy có hứng thú hơn. Khi trực giác báo hiệu cho bạn sắp có những ngăn trở, thì trở vội tiến hành bất cứ nhiệm vụ quan trọng nào, bạn nên để sang thời gian khác thích hợp hơn. 2. Luận về phương diện tài chính. Thất xích bay về phương Tây Bắc, những chuyện ngoài ý muốn cứ tiếp tục xảy đến với bản mệnh. Một phần lý do là thân và tâm của bạn không khỏe nên không giữ được sự tỉnh táo và sản xuất. Việc này không phải do năng lực của bạn, chỉ là một số vấn đề xảy ra khi bạn thiếu tập trung mà thôi. Vì thế, nếu có thể nhờ mọi người hỗ trợ bạn, ví dụ như chuyển tiền nhờ, thì có thể kiểm tra con số, thông tin đã chính xác chưa. Ngoài ra, cách quyết định quan trọng liên quan tới tiền bạc không nên được thực hiện trong thời điểm này. Bạn nên để sang thời gian thích hợp hơn, khi bạn có nhiều thông tin và đủ sản xuất hơn. Khi có cơ hội kiếm tiền, những chú gà đừng ngại khó, ngại khổ. Dịch mã xuất hiện trong tháng này báo hiệu càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch của bạn càng lớn. Có thể tiền không về ngay nhưng trong tương lai mọi thứ đều rất hứa hẹn, đáng để cho bạn hy sinh niềm vui hiện tại để tập trung chăm chỉ kiếm tiền. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Ngũ hành tương sinh cho thấy vận trình tình cảm của người tuổi Dậu tháng này có điểm sáng đáng mong chờ. Người độc thân được gặp gỡ nhiều người thú vị và cơ hội để thoát đời độc thân cũng rất cao. Những người tuổi Dậu đã có đôi nhận ra vai trò quan trọng của người ấy khi trong hoàn cảnh khó khăn luôn có một nửa của mình để động viên hỗ trợ. Tháng này, bản mệnh cũng rất chăm chỉ trong việc xây dựng những mối quan hệ, đôi bên cùng có lợi trong công việc, tài chính và xã giao. Tuy nhiên, hãy cứ là chính mình, không cần cổ thảo mai hay làm hài lòng người khác đâu. Bạn sẽ gây được ấn tượng mạnh bởi thật sự thật thà của mình và chân thành. Không phải khi nào bạn tốt với mọi người thì cũng được đáp lại điều tương ứng. Dường như thời gian này bạn cũng không được lòng mọi người, dễ bị ai đó thù ghét hay nói xấu. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Lời khuyên dành cho những chú gà trong khoảng thời gian tháng 10 âm lịch này là thời gian chuyển mùa nên quan tâm hơn tới phổi, nên ăn những món ăn giúp cho bổ phổi như các món rau cải hư hay cải xanh, bắp cải, bông cải xanh, để có một lá phổi khỏe mạnh. Mỗi người cần có một lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Ảnh hưởng của thời tiết cộng với sức đề kháng giảm sút cũng khiến cho những chú gà ở thời điểm này dễ bị ho khan, nên ăn uống đồ ấm, nóng, mặc nhiều áo có độ dày và nhiều lớp để có thể linh hoạt mặc thêm và hoặc cởi ra khi cần. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên học cách sắp xếp để có lối sống khoa học hơn, đảm bảo cho bạn có thể ngủ sớm hay dậy sớm mỗi ngày, luôn cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo khi thức dậy mỗi buổi sáng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh hỏa. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết. Hãy nghe những bài hát giúp bạn có thêm động lực mỗi ngày. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 2. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, mệnh Thổ. Nam sao Thổ Tủ, nữ sao Phần Hưởng, khẩu quyết. Học cách yêu những gì mà mình đang có trong cuộc sống này. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu vàng. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh Mộc. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Tránh nói nhiều, lời nói của bạn sẽ mất trọng lượng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh Kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết. Hãy bao dung vì điều đó khiến bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ lòng hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen. 5.
Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh Thủy, năm sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hận, khẩu quyết. Những hành mẫu thành công giúp bạn được truyền cảm hứng hơn. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Tỵ. Tiểu nhân: tuổi Mão, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây, màu vàng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tuất được tỏa sáng với năng lực của chính mình. Tháng Ất Hợi đối với con giáp người tuổi Tuất cho thấy vui nhiều hơn buồn, vì thế khi khó khăn xuất hiện hãy vui vẻ mỉm cười cho qua bạn nhé. Hãy tin rằng mọi thứ sẽ sớm tốt đẹp trở lại mà thôi. Bản mệnh trong thời gian này có lối sống khá khác biệt, vì không chăm sóc quá nhiều vẻ bề ngoài nên thường bị mọi người nghĩ rằng bạn đang trong giai đoạn khó khăn. Thực tế là bạn đang quá chăm chỉ và tập trung quá nhiều vào công việc mà dường như quên hết mọi thứ xung quanh mình. Ngũ hành xung khắc nên khó tránh khỏi những bất đồng với mọi người, thậm chí là đồng nghiệp và cấp trên, vì ý kiến của bạn quá khác biệt. Lời khuyên là có những việc trong khả năng của mình thì nên chủ động xử lý, hãy để kết quả cuối cùng là câu trả lời, đừng chia sẻ mọi việc quá sớm kẻo bị ngăn cản. Mậu nhập mệnh nên tháng này người tuổi Tuất rất đam mê nghiên cứu, làm việc chắc chắn. Thế nên có vẻ bạn đang trì hoãn nhưng thực ra đang cần thêm thông tin và muốn đánh giá mọi thứ một cách khôn ngoan nhất. Các tinh thái dương tốt cho các khía cạnh tiền tài đối với người tuổi Tuất vào thời điểm này. Nhân duyên của người độc thân hứa hẹn cũng sẽ rực rỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các cặp đôi thì không được thuận buồm xuôi gió cho lắm. Khi bạn đặt công việc lên trên tình cảm thì thường xuyên bị một nửa của mình giận dỗi. Bản mệnh là người tiết kiệm, chăm chỉ làm lụng hơn là tiêu xài. Thế nên nếu gặp một số người vợ, chồng khôn ngoan chuyện tiền bạc nữa thì cơ hội đổi nhà, đổi xe trong tháng này rất cao. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Nhất Bạch nhập cùng chính nam báo tin vui đến đời người tuổi này về những thành tích đáng nể trong công việc. Những ai đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận. Bản mệnh có xu hướng sống nội tâm, thích dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và có những khám phá cực kỳ thú vị. Nhờ thế mà bạn có thêm những góc nhìn mới mà không phải ai cũng có được. Nếu có thách thức thì cũng chủ yếu là cách mà người tuổi Tuất thể hiện quá độc đáo và không phải ai cũng hiểu. Dù đang đối mặt với các vấn đề trong công việc hay các mối quan hệ, bạn phải tự tin vào bản thân, phát huy hết thế mạnh và chuyên môn của mình. Lời khuyên là để đạt được mục tiêu của mình sớm hơn, bản mệnh nên nhanh nhẹn, quyết đoán hơn nữa. Một khi đã đưa ra quyết định, bạn cần thực hiện nó ngay lập tức mà không hề do dự hay trì hoãn. 2. Luận về phương diện tài chính. Chính tài xuất hiện cho thấy vận may tiền tài của con giáp này đang tới. Cơ hội này rất hiếm đối với bạn. Nếu bạn làm tốt, nó không chỉ khẳng định vị trí của bạn trong công ty mà còn rất lạc quan về khoản lương hoặc thưởng. Nhất là những ai chăm chỉ kiếm tiền, tích lũy thời gian sống vừa qua thì lúc này nhìn lại bạn nhận ra bản thân đang sở hữu một khoản tiền, tài sản kha khá. Nếu có thể, hãy học thêm một khóa về quản lý tài chính cá nhân để biết cách sử dụng số tiền mà bạn vất vả kiếm được một cách khôn ngoan. Bạn mệnh nên tránh xa những lời mời đầu tư vào các dự án mà bạn chẳng hiểu rõ hoặc bản thân không có chút kiến thức nào. Nhớ rằng nếu mọi thứ dễ dàng hơn cách họ nói thì ai cũng giàu có, rủng rỉnh rồi. Những người sanh năm Tuất từng lập kế hoạch mua xe, mua nhà thì lúc này đã đủ tiền tích lũy và bạn hoàn toàn đủ khả năng chi trả cho các khoản tiền lớn như thế. Bạn cần nhận ra tầm quan trọng của việc kiên trì thực hiện kế hoạch, bạn sẽ không phải mất một khoản tiền lớn ngoài dự tính vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo.
Tháng này, thiên diêu xuất hiện, chủ đào hoa mang tới nhân duyên bất ngờ cho con giáp người tuổi Tuất độc thân. Bản mệnh thậm chí có thể cảm thấy choáng ngợp với cách mà đối phương thể hiện với bạn. Tuy nhiên, vẻ phong lưu và khả năng tán tỉnh quá xuất sắc của người ấy có thể khiến cho bạn có chút nghi ngờ. Vì thế hãy đơn giản là để mọi thứ diễn ra từ từ để hiểu hơn về người ta đã bạn nhé. Các cặp đôi tuổi Tuất lúc này cũng có chút ghen tuông hoặc phải đối mặt với một số vấn đề thực tế, như sự bất đồng giữa cha mẹ hai bên, khác biệt về văn hóa gia đình. Hai người sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt. Nhìn chung, những người đã có đôi có cặp sẽ trở nên ổn định về mặt cảm xúc sau khi trải qua thử thách trước đó. Ngoài ra, hãy kiểm soát cảm xúc của mình, tỉnh bốc đồng là điều không nên. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất trong tháng này được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Người ẩm bệnh lúc này có nhiều chuyển biến tích cực, đó là dấu hiệu đáng mừng khi cho thấy bạn đã đi đúng hướng. Lúc này cũng cho thấy cơ thể và tâm trí của bạn trở lại trạng thái cân bằng. Còn giáp này được vận động tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, vì việc này giúp bạn giải tỏa căng thẳng nhanh chóng hơn. Bây giờ là thời điểm tốt để bạn bắt đầu thực hiện những thay đổi tích cực nhằm có được lối sống lành mạnh hơn, đặc biệt là những việc đòi hỏi bạn phải tự chủ hơn. Nếu có một kế hoạch để đi leo núi hoặc đi biển, người tuổi Tuất nên thực hiện sớm để cải thiện sức khỏe tinh thần của bản thân hơn nữa nhé. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: hãy cố gắng cư xử lịch thiệp trong mọi tình huống. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu xanh lá, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất, mệnh kim, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: hãy mỉm cười cho qua những lời phản đối ý kiến của bạn. Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu trắng. 3. Tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: không vội vàng chia sẻ thật số tiền của bạn đang sở hữu. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: bạn có nhiều lợi thế hơn mọi người trong công việc. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu cam, màu trắng. 5. Tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: nên chăm sóc vẻ ngoài của mình một chút để dễ gây ấn tượng với mọi người. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: màu đen, màu vàng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Hợi. Thăng trầm khó lường, hãy thuận theo tự nhiên. Tháng 10 âm lịch chỉ ra rằng mọi thứ diễn ra rất khó đoán, vì thế đừng quá vui hay quá buồn khi một điều gì đó đến với mình. Sống biết tận hưởng, nhưng cũng nên có biện pháp đề phòng cho những rắc rối có thể xảy đến. Người tuổi Hợi thông minh, vui vẻ, nhưng thời gian tháng 10 âm lịch này, bạn thường xuyên tỏ ra do dự trong các quyết định. Chính điều đó đã ảnh hưởng khá nhiều tới kết quả chung của tập thể. Tháng mới phù hợp để con giáp người tuổi Hợi học hỏi thêm từ sách vở và kinh nghiệm của người đi trước. Bạn nên tránh theo đuổi danh lợi vì khó đạt được mục tiêu của mình. Thời gian này, người sanh năm Hợi phải tự giúp lấy mình, vì thế hãy vạch ra tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu của mình. Hãy chấp nhận khó khăn, chủ động tìm kiếm giải pháp để vượt qua. Với sự giúp sức của chính ẩn, bạn vẫn có thể gặt hái được thành quả, chỉ là mọi thứ diễn ra khá chậm chạp mà thôi. Hãy cố gắng tìm hiểu tích cực những tình huống tiêu cực,
Không cá nhân nào là hoàn hảo, vì thế đừng áp lực bản thân, có thể giải quyết rắc rối một cách vẹn toàn. Bản mệnh khá đa cảm nên có xu hướng đa tình. Đó là lý do mà bạn cảm thấy khó khăn khi phải dừng chân, đứng trước tình cảm của ai đó vào tháng này. Thái tuế trong tháng dự báo dễ có tai nạn bất ngờ. Người sanh năm Hợi cũng nên đề cao cảnh giác, cẩn thận trong công việc khi xuất hành đi xa. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Hợi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Ất Hợi có chính ẩn giúp sức nên cuộc sống của những người sanh năm Hợi không mang lại cho bạn nhiều niềm vui. Niềm vui sẽ đến với người tuổi Hợi khi những nỗ lực không ngừng của họ được đền đáp bằng những công nhận và thành công. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội trong công việc, nhưng bạn phải lựa chọn một cách khôn ngoan. Dù bạn có thể gặp gỡ những người quý giá trong các cuộc gặp gỡ xã hội, nhưng họ cũng không giúp bạn được gì nhiều. Chỉ khi bạn tìm ra mục tiêu của mình rõ ràng thì người này mới thực sự trở thành nguồn lực giúp họ tiến tới vững chắc trên con đường phía trước. Nhìn chung, tháng này với bối cảnh đầy biến động, người tuổi Hợi sẽ chứng minh rằng sự kiên nhẫn và quyết tâm của mình có thể đạt được những thành tựu rực rỡ. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử lục nhập cung chính đông, vận trình của bản mệnh lên xuống khá thất thường. Mới đây vừa tốt đẹp thì ngay sau đó đổi chiều suy giảm ngay tức khắc. Vì thế dù thế nào đi nữa bản mệnh cũng phải đề phòng, đừng chủ quan nhé. Điều quan trọng bạn học được lúc này đó là khi tiền bạc rủng rỉnh vẫn cần để ra một khoản để đề phòng khi rắc rối có thể xảy ra. Đó nên là số tiền được để riêng, đừng vì quá thích một món đồ nào đó mà lấy ra để sử dụng nhé. Tháng này sẽ hữu ích hơn nếu bạn thực tế và lý trí hơn trong các giao dịch kinh doanh. Các vấn đề tài chính của bạn cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Với những người sanh năm Hợi đang không ngừng tìm kiếm cơ hội làm ăn mới, bạn sẽ sớm xây dựng được nền tảng kinh doanh ổn định với lợi nhuận đều đặn. 3. Luận về phương diện gia đạo, tình cảm. Sự ưu ái của vũ trụ sẽ giúp cho đời sống tình cảm và tinh thần của những người sanh năm Hợi trong tháng 10 âm lịch diễn ra vô cùng thuận lợi. Dường như những dấu hiệu về người bạn chọn sẽ xuất hiện đầy bất ngờ. Nhiều người độc thân cũng sẽ tìm thấy người bạn tâm giao của mình và bạn sẽ cảm thấy khá choáng ngợp vì những điều tốt đẹp ấy. Người có đôi nên điều chỉnh cách mình đối thoại, bản mệnh có thể mong đợi một mối quan hệ cân bằng và hài hòa. Đôi khi bạn sống lý trí quá sẽ khó có được hạnh phúc trọn vẹn, vì thế trong mối quan hệ lứa đôi bạn nên bao dung hơn, biết sống vì người ấy hơn, bạn sẽ cảm thấy vui hơn là cứ liên tục đòi hỏi hay yêu cầu. Cuộc sống không chỉ có hai màu trắng và đen. Giữa các cuộc tranh cãi không chỉ có đúng và sai, khi bạn cố gắng giành phần thắng về mình cũng là lúc tình cảm bị phai nhạt theo thời gian. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng 10 âm lịch cũng là giai đoạn cuối năm bận rộn. Tuy nhiên, người tuổi Hợi nên dành thời gian chú ý tới sức khỏe tinh thần của mình. Công việc nhiều và áp lực có thể khiến bạn căng thẳng mệt mỏi đấy. Có thể bạn không tự nhận ra, nhưng chính việc suy nghĩ nhiều cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh cho bạn đấy nhé. Vì thế có thể tập yoga hay thiền để loại bỏ bớt các căng thẳng cuộc sống, giữ cho đầu óc của bạn được tỉnh táo. Trong tháng này, cũng không nên ăn quá nhiều đồ sống lạnh hoặc bổ sung chất béo quá nhiều sẽ gây khó tiêu, gây tổn thương cho tỳ và vị. Bên cạnh đó, tháng này thái tuế khuyên con giáp này nên cẩn thận khi di chuyển đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa càng phải thận trọng hơn. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 10 âm lịch năm 2024 như sau.
Một tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, năm sau Mộc Đức, nữ sau Kỷ Diệu, khẩu quyết. Tháng này những khó khăn áp dụng lý thuyết vào cuộc sống. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, năm sau Thủy Diệu, nữ sau Mộc Đức, khẩu quyết, dễ đi theo những người bạn xấu bị ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 3. Tuổi Tân Hợi mệnh kim, năm sau Mộc Đức, nữ sau Thủy Diệu, khẩu quyết, không nên hoang phí vì đồng tiền nào cũng đáng quý. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Quý Hợi mệnh thủy, năm sau Phân Hưởng, nữ sau La Hầu, khẩu quyết, hãy luôn khiêm tốn, sẵn sàng cúi đầu, càng kênh kiệu càng bị hại. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu cam, màu tím. 5. Tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, năm sau Thủy Diệu, nữ sau Mộc Đức, khẩu quyết, cảm nhận rõ cuộc sống đang tốt lên dần theo thời gian. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng.